chúng ta sẽ cùng chung với nhau. Trò chơi mang tinh thần của đấy, chúng ta phải đứng thẳng người lên ạ. Chúng ta di chuyển chúng ta không được cong người, đứng thẳng người lên. Đứng thẳng người lên. Rồi, sau chúng ta lại xuống. Bây giờ xuống rồi, cháu ra, cháu nhỏ kia ra. Rồi, bây giờ chúng ta lại đổi những thành viên khác. Tất cả các thành viên chúng ta đều phải tham gia. Rồi, chúng ta lại quay lại đi ạ. Quay trở lại ban đầu đi ạ. Đấy, chúng ta quay trở lại sau đi. Bây giờ là một... Anh Dương này phải chơi là phải